Dương trang phẩm linh hồn từ đá của Mai Đức Dung và Tim Lan Thang của nhạc sĩ Vinh Sự. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hương Thủy tiết lộ chuyện khi mới đi hát chung với Mạnh Quỳnh. Cô bị rất nhiều khán giả ghét vì khán giả chỉ thích Mạnh Quỳnh, Phi Nhung song ca. Thậm chí nhiều người nghĩ rằng vì Hương Thủy mà Phi Nhung với Mạnh Quỳnh mới không còn hát chung với nhau nữa, khiến Hương Thủy rất buồn và nhiều lần bật khóc sau sân khấu. Hương Thủy nói, Hương Thủy còn nhớ lần đó hai anh em đi lưu diễn bên Úc. Khi hát xong hai anh em đang ngồi nghỉ thì tự nhiên có một khán giả lớn tuổi lại gần rồi chống nạnh nói Mạnh Quỳnh tại sao về Việt Nam cưới Hương Thủy không cưới Phi Nhung. Hương Thủy và Mạnh Quỳnh có nói là bọn con không có thì bác đó mắng tiếp có thì. Nói đại đi, còn chối nữa khiến hai anh em đơ luôn không biết phải nói sao. Ca sĩ Hương Thủy cũng tiết lộ Mạnh Quỳnh từng là thần tượng của mình từ thuở nhỏ. Bởi vậy, khi được hát chung với Mạnh, ngoài niềm vui, niềm hạnh phúc thì không khỏi hồi hộp. Mối quan hệ giữa Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và Hương Thủy cũng là tình đồng nghiệp rất thân thiết. Thời điểm ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hương Thủy gây xúc động khi chia sẻ. Nữ ca sĩ nghẹn ngào cho biết sự ra đi của giọng ca Bậu ơi đừng khóc đã trở thành cú sốc lớn với đồng nghiệp hải ngoại, đặc biệt là Mạnh Quỳnh, người tình âm nhạc của Phi Nhung. Tâm sự trên trang cá nhân, Hương Thủy xúc động, chị biết không, ngày 22 tháng 8, em hát cưới anh Quỳnh của chị. Nhưng rồi thấy chị Marita, bà chủ trung tâm Thúy Nga khóc với chị Kỳ Duyên, lúc đó em mới hay tin bệnh tình của chị. Em chỉ cầu nguyện và vẫn lòng tin rất mạnh, cứ nói chị sẽ về. Đặc biệt, Hương Thủy cho biết Mạnh Quỳnh đã vô cùng suy sụp từ thời điểm hay tin tình trạng của Phi Nhung trở nặng. Nam ca sĩ thậm chí không còn tâm trạng biểu diễn, quyết định chờ đồng nghiệp bình phục để tái ngộ trên sân khấu, Hương Thủy viết. Nhưng vài ngày trước, anh Quỳnh khóc trên điện thoại rồi hát chung với em cũng khóc, anh cứ nhắc về chị, anh cũng yêu cầu chắc không hát với nữ ca sĩ nào nữa để chờ chị về. Em nói tin em đi, chị sẽ về Mỹ, đây là nơi bình yên, mọi người đều chờ chị từng ngày, từng giờ ở đây. Ai gặp nhau cũng hỏi thăm tình hình của chị và cùng an ủi nhau, chỉ cầu nguyện thôi.